Câu thứ năm, Phật tử nó hỏi: Bạch thầy, con có một đứa cháu ở xa quê, vừa rồi cháu có xây nhà gần hoàn thành thì xảy ra một sự cố là một thợ xây bị ngã giáo, ảnh hưởng đốt sống, giờ chưa biết sống chết ra sao. Vì vậy, tâm mọi người không an khi ở nhà và cũng bị thế gian họ gièm pha nhiều. Vậy con mong thầy chỉ dạy cho gia đình chúng con nên làm như thế nào để âm dương được hài hòa ổn định, và chúng con nên tụng kinh gì để giải nạn cho cả chủ và thợ ạ? Có đấy, Phật tử này cứ nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, một ngày với ba thời, sáng, chiều và tối. Ngày ba thời, sáng tụng quyền thượng, bát nhã và niệm Phật theo như các sư hướng dẫn, chiều khoảng độ tầm 5 giờ 5 rưỡi tụng quyền trung, bát nhã và niệm Phật, tối khoảng độ 8 giờ đến 8 rưỡi bắt đầu vào tụng quyền hạ. À, đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình mà đọc tụng, nếu có ban thờ Phật thì đọc đối trước ban thờ Phật là tốt nhất, không thì cứ ban thờ thần linh gia tiên mình tụng. 21 ngày ròng rã như thế, hồi hướng sám hối với các vị long thần thổ địa ở nơi đó, và sám hối với các cụ tổ tiên của mình, và đặc biệt là cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Địa Tạng vân vân gia trì cho gia đình chúng ta, và cầu nguyện là ở trong cái mảnh Bồ Tát Địa Tạng, là ở trong cái mảnh đất gia đình nhà mình đang ở đó, nếu còn vong linh nào mà còn phảng phất, những oan hồn nào chưa được siêu thoát ở trong khu đất nhà mình á, thì nguyện cầu Bồ Tát phóng đại quang minh chỉ đường dẫn lối và thuyết pháp giáo hóa cho cái thần thức, cái vong linh đó được đi thoát hóa đầu thai về cảnh giới an lạc, cảnh giới an lành tốt đẹp hơn, đó là cõi nhân hoặc cõi thiên vân vân đó. Thì khi mà họ được, họ nghe Bồ Tát Địa Tạng á, giáo hóa, dùng thần lực á, để dẫn dắt họ đi đầu thai thoát hóa, thì nó trả lại cái mảnh đất nhà gia đình nhà mình á, là trong sạch. Giống như mà cái đất nhà mình, tôi lấy một ví dụ, nhưng mà nó có gì, có phân do bùn đất đầy rẫy ra, nay chúng ta muốn làm nhà làm cửa thì đem hót sạch sẽ đi, đem cào bỏ hết cái đất bẩn nó đi và đổ đất 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 tốt vào, đất đất cát sạch sẽ vào, chúng ta mới làm nhà lên đó, thì ở nó không bị hôi thối, không bị bẩn thỉu, không bị nhàm gớm, tương tự như thế thôi. Đó, cho nên cũng có trường hợp có những cái oan hồn, những oan gia trái chủ, những vong linh, thậm chí là quỷ thần, nó ở trên cái mảnh đất nhà mình làm nhà lên, thì trường hợp đó ở vào thì cũng có rất nhiều trường hợp là gì? Gặp những cái chuyện là gia đình không được như ý, hoặc là gì, nhẹ thì gia đình lục đục, nặng thì ốm đau, mà nặng nữa thì sinh ra gì, tai nạn và chết chóc một cách là bất minh bất tường. Chúng tôi gặp rất nhiều những trường hợp như vậy và đã giải quyết giúp đỡ cho rất rất nhiều những gì, những trường hợp gia đình gặp những cái đất cát nhà cửa mà không yên ổn như vậy được yên ổn. Ví dụ như ở dưới Mỹ Đức gần quê nhà sư ông Tâm, mấy năm trước tôi cũng thường kể đi kể lại mấy lần, có gia đình có cái anh chàng mà nó bị điên, nó cởi cả quần áo nó đi lang thang ngoài đường hàng chục năm trời, 6 7 năm trời, gần chục năm trời hay sao, hay là hơn chục năm tôi nhớ không rõ, lâu lâu rồi lại không nhớ rõ cái thời gian, nhưng mà có đại ý là có đứa con trai nó bị điên như thế, lúc mà nó nặng á, nó cởi cả quần áo lang thang ngoài đường, có khi hàng tuần hàng nửa tháng hàng tháng nó không về nhà, nó cứ gặp gì ăn đấy ở ngoài đầu đường xó chợ, gặp đồ xác thối thì ăn xác thối, thậm chí nó ăn cả phân do ở ngoài bùn đất ở ngoài đường, nó không ý thức được nữa. Nhưng khi bà mẹ lên đây khóc than vãn với chúng tôi thì chúng tôi thấy là gì, thấy cũng thương, cho nên giao cho một hai sư ông xuống tận nhà để xem. Và xong xuống để xem thì sư ông xuống xem thì bảo: ôi thầy ơi, cái nhà này nặng nghiệp lắm, cái thứ nhất là nhà này nặng nghiệp lắm, cái thứ hai đất nhà này dữ lắm, con có một cái cảm nhận là thần linh thổ địa đó không hoan hỉ, mà nơi đó như là có hung thần, có ác ma, có quỷ sứ thì phải, ghê lắm. Con đến đó một cái là tóc gáy con gì không có, nhưng mà nó cứ dựng tóc gáy lên, có nghĩa nó cứ dựng lên mọi cái ở trong cái cảm giác là nó ghê, mà người thì nó khó chịu, nó bức xúc. Vì những người có cái cảm tu hành được một thời gian thì nó có cái cảm nhận về tâm linh đặc biệt. Tôi ngày xưa khi tu hành tinh tiến tôi cũng có một số những cảm nhận đặc biệt, bây giờ thì do gì, biếng lười, nhiều tuổi rồi thì già rồi cho nên lười tu, cho nên bây giờ chả còn cảm nhận gì nữa cả, giờ chỉ có mỗi cảm nhận thức ăn, ăn ngon biết là ngon, ăn dở biết là dở, nhưng ngon dở thì cũng đều hai bát cho no bụng, thế là qua ngày. Bây giờ chỉ cảm nhận được cái đấy thôi.
Cho nên nhờ tôi mới nhờ sư ông đó xuống, thì sư ông về nói với tôi như vậy. Tôi bảo vậy thì bây giờ thì thôi bác đi xuống, bác ấy cho bà cụ ấy thỉnh một pho tượng Địa Tạng, bác xuống bác làm lễ an vị cho họ, và cho bà cụ thỉnh quyển kinh Địa Tạng, bảo cụ ấy đọc tụng đi. Đọc tụng đấy 49 ngày khoảng 100 ngày vào. Thế là bà cụ nghe nhất tâm đọc tụng khoảng hơn 20 10 ngày, khoảng 30 ngày hoặc hơn 30 ngày, con tôi không nhớ cái thời gian, nhưng chưa đến 49 ngày. Thế tự nhiên là thằng con này, thằng con trai nó về. Nó đi tắm rửa, nó bảo mẹ nó thì nấu cơm nó ăn, và nó bảo mẹ nó là mua bộ quần áo mới cho nó, mua có mang bộ quần áo cho nó mặc. Tắm rửa xong nó đi mặc quần áo xong thì thế nó bảnh bao ra, nó đi cắt tóc đi nữa thì thôi, hết điên, trở thành người bình thường. Lại biết làm việc gia đình, biết nấu cơm, biết giúp việc cho mẹ và người nhà. Đó. Rồi cũng ở dưới Mỹ Đức nó, trong cái đạo tràng của Phật tử của bà Hê tổ trưởng, đã có một đưa dẫn lên một cô điên 5-6 năm rồi. 5-6 năm không làm được cái gì. Đi lên đây lúc thì cười, lúc thì khóc. Lên chùa cũng không biết đọc kinh vì bà ấy không biết chữ. Ngày xưa nhà nghèo còn bé không đi học, không biết chữ. Thì tôi bảo thì thôi không biết chữ thì cứ lên ngồi mà vái được. Thế lúc đầu thì bà ấy do nó cái tinh thần nó điên cuồng, nó còn loạn tâm, nó còn nặng quá, nó cũng không vào chùa được, vái được, nó cứ lang thang ở ngoài. Thì lúc nào tôi đi qua tôi gặp, tôi lại bảo là tôi vái Phật đi. Thế bà lại vái vái được một hai cái, xong lại thôi lại cười hề hề ra. Được một tí thì lại khóc tu tu. Thế được khoảng một tuần như vậy thì bắt đầu thì đỡ hơn một chút, nhưng thấy đỡ hơn một chút là đòi về. Tôi bảo chưa được, ở đây khoảng thêm là 2 tuần nữa cho nó khỏi hẳn đi đó. Thế là ở sang tuần thứ hai tiếp theo thì nó cứ đỡ dần. Sang tuần thứ ba thì lên biết niệm Phật, biết lễ Phật. Và sang hết tuần thứ ba một cái, thế là khỏi. Mấy hôm sau tôi bảo thôi ở thêm một tuần nữa để làm công quả, quét dọn chùa chiền để làm công quả cho nó khỏi hẳn nữa thì về. Thế ở thêm một tuần nữa. Thế bà lên, bà hôm tôi đi xuống bếp thì thấy bà đi chạy long tong, cho bà bảo thầy ơi con khỏi hẳn rồi, thầy cho con đi về để con còn lo công việc, thì nhớ nhà lắm rồi, nhớ con nhớ cháu lắm rồi, thế cho con đi về đi. Tôi bảo khỏi chưa, mà khỏi rồi con thấy bình thường không có gì nữa cả, làm chủ được mình rồi. Tôi bảo ừ thế thì về thì chịu khó niệm Phật, không tụng được kinh thì chịu khó niệm Phật, niệm Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm vào nha. Vâng, thế từ ngày đấy đến giờ 2 năm nay là gì cũng khỏi, không có gì nữa cả đó. Thế cho nên ở đây thì chúng ta thấy là có tâm tín kính Tam Bảo, nhất tâm tụng kinh niệm Phật sẽ được Phật gì, Phật Bồ Tát độ cho, thoát khỏi những cái chướng nạn hạn ách ở trong trong gia đình chúng ta. Vì vậy mà trường hợp Phật tử này đó, thầy khuyên là gì? Cũng nên nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng thì mọi những cái chướng duyên, mọi những cái tai nạn, mọi những cái lo âu sợ sệt ở trong cái ngôi nhà đó dần dần sẽ tan biến, và nhường lại cho gì, một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười và tràn đầy hạnh phúc, với có cả gì ông nội bà nội và con trai con dâu rồi cháu nội, đầy ắp tiếng cười. Nói chung là trong nhà đầy ắp tiếng cười an vui hạnh phúc mà thôi, nhưng mà phải cố gắng chịu khó hoan hỷ nhất tâm để đọc tụng bộ kinh này từ 21 ngày đến 100 ngày, một ngày đọc lấy gì, lấy cả 3 thời, quyển thượng quyển trung quyển hạ, sáng chiều và tối, như vậy thì sẽ tốt hơn. Đó. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.
Phật. Nam mô A Di Đà Phật.